Con vẫn luôn ghi nhớ lời Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Như thế để có được những người thợ gặt cho Chúa trên cánh đồng truyền giáo, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ và cũng là mời gọi mọi người chúng ta phải ước mong và nài xin để Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương sẽ sai những thợ gặt đến trên những cánh đồng truyền giáo. Còn cảm nghiệm được rằng hồng ân thánh chức linh mục cao quý mà Thiên Chúa đã đoái thương ban cho con phần lớn là nhờ bởi những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa của toàn thể giáo hội nói chung và cách riêng là của cộng đoàn giáo xứ, của các hội đoàn, của quý vị ân thân nhân qua những thánh lễ, qua các giờ chầu thánh thể và qua những lời kinh nguyện sớm tối hàng ngày. Và không chỉ dừng lại ở đó, những lời kinh nguyện tốt lành đó lại còn được hiện thực hóa bằng những lời chỉ dạy, sự động viên, đồng hành và sự giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất dành cho con. Vì thế trong tâm tình tri ân, trước hết con hết lòng cảm ơn bề trên giáo phận, Đức cha An Phong, chủ chăn của giáo phận, Đức cha phụ tá Phêrô, quý cha trong ban đào tạo của Tiền chủng viện Xã Đoài và Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, cũng như Đại chủng viện các thánh tông đồ tại Hoa Kỳ đã dày công đào tạo và hướng dẫn con. Đặc biệt ngày hôm qua, Đức cha An Phong, chủ chăn của giáo phận, đã đặt tay để phong chức linh mục cho con. Trọng kính Đức cha Phaolô Maria, đáng kính sự hiện diện của Đức cha ngày hôm nay, con xin mạo muội được ví như là hình ảnh của người ông đáng kính hiện diện bên người cháu của mình trong những ngày đầu đời linh mục, để nhắc nhở cho người cháu về tinh thần, nhiệt thành dấn thân, không biết mệt mỏi, về căn tính của người linh mục, về lòng Chúa xót thương đã đoái thương đến linh mục và đến con. Con cảm ơn Đức cha đã nhắc nhở cho con, và qua Đức cha con nhìn thấy được tinh thần nhắc nhở cho con về tinh thần của người con cái đất Vinh, về tấm chân tình của người mục tử luôn gần gũi với đoàn chiên của mình. Con xin ghi khắc ân tình cao quý mà Đức cha đã dành cho con cách riêng và cho giáo xứ Cẩm Trường quê hương thân yêu của con trong suốt những năm tháng vừa qua. Con xin chân thành cảm ơn quý cha trong tinh thần hiệp thông đã hiệp dâng thánh lễ truyền chức để cầu nguyện cho con ngày hôm nay, cũng vì tình thương mà hiện diện và cùng con dâng thánh lễ tạ ơn. Cách riêng xin khắc ghi tấm chân tình của quý anh em đồng môn khóa 13 đã luôn yêu thương, động viên và nâng đỡ con. Xin thắp nén hương lòng để tưởng nhớ tới người anh em đồng môn là cha Mikae Nguyễn Hữu Trí. Con luôn ghi nhớ công ơn của quý cha quản sứ tiền nhiệm và đương nhiệm. Mọi người trong những cách thế riêng đã góp phần phát triển quê hương Cẩm Trường thân yêu này, và đặc biệt đã nâng đỡ con trong suốt hành trình ơn gọi cho tới ngày hôm nay. Con cảm ơn cha xứ Giuse và cha phó Anton trong những ngày vừa qua đã tận tình hướng dẫn và sắp xếp các công việc để chuẩn bị cho ngày tạ ơn của con. Con cũng không quên sự quảng đại của quý sơ dòng mến thánh giá đang phục vụ tại giáo xứ cùng với các ban ngành và đoàn thể trong giáo xứ, cách riêng là giáo họ trị sự Cẩm Trường, ban ca đoàn, ban nhạc kèn, ban đoàn trống, ban an ninh âm thanh và các hội đoàn trong giáo xứ giáo họ và tất cả những ai đã âm thầm hy sinh để phục vụ cho ngày lễ tạ ơn của con hôm nay. Kính thưa Thầy Phó Tế, quý chúng sinh và quý nam nữ tu sĩ,
Quý vị không chỉ hiện diện đông đủ với con trong ngày tạ ơn này, nhưng quý thầy quý sơ là những người đã cùng chung chí hướng, đã luôn quý mến và nâng đỡ con. Cách riêng con cũng xin bày tỏ biết ơn tới quý cha, quý thầy, quý sơ quê hương, kẻ đi trước, người đi sau đã luôn quan tâm và giúp đỡ con. Con cũng xin hết lòng tri ân cha An Tôn Hoàng Trung Hoa và thầy giúp xứ Gioan Bautista cùng với toàn thể cộng đoàn giáo xứ Lưu Mỹ, tu viện Mến Thánh Giá Lưu Mỹ nơi con thực tập mục vụ suốt 2 năm qua đã đón nhận và tạo điều kiện tốt nhất để con được học hỏi và thăng tiến trong ơn gọi của mình. Ngày hôm qua, cha xứ, thầy xứ và cộng đoàn đã tham dự thánh lễ truyền chức để cầu nguyện cho con, và ngày hôm nay lại hiện diện rất đông đủ để cùng con dâng lời tạ ơn Chúa. Giây phút này con cũng xin nhớ đến công ơn của cha nghĩa phụ Phêrô Lê Nam Cao. Con cảm ơn cha đã đón nhận và chỉ dạy con từ lúc con là một cậu học trò chỉ mới lớp 9. Từ đó tới nay là cả một chặng đường dài hơn 20 năm. Nhưng cha vẫn luôn kiên nhẫn chỉ dạy, tin tưởng và yêu thương con. Cảm ơn các anh chị trong gia đình Linh Tông, mỗi người với mỗi sứ vụ và bậc sống khác nhau, nhưng đã luôn nâng đỡ, đoàn kết và cùng giúp nhau thăng tiến. Con cũng xin bày tỏ tấm lòng biết ơn của con tới quý vị ân nhân trong và ngoài nước, những người vắng mặt và những người đã cất đường xá xa xôi để đến cùng con tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Quý vị đã đồng hành với con bằng những lời cầu nguyện và nâng đỡ con cách quảng đại cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp cho con có được điều kiện tốt nhất để học tập và tu dưỡng. Hôm nay cũng là cơ hội để con được gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô đạo ngoài đời, cũng như anh em, bạn bè, thân hữu. Sự kiên trì và tận tình chỉ dạy của quý thầy cô đã chuẩn bị hành trang cho con bước vào đời sống đức tin, cũng như đời sống xã hội. Sự chân tình của anh em, bạn bè, thân hữu đã giúp mình cảm nghiệm được và biết trân trọng giá trị của tình bạn, tình người. Chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền xã Quỳnh Yên, đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cảm ơn sự hiện diện rất thân tình của quý vị trong ngày hôm nay. Trong ngày hồng phúc này, con cũng muốn bày tỏ tâm tình tri ân tới đại gia đình huyết tộc của con. Thưa mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng ước mơ từ thuở bé của con và đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có thể thực hiện được ước mơ của mình. Con còn nhớ rất rõ, mẹ có kể một câu chuyện về lúc con còn là một cậu bé rất nhỏ. Khi đó con đang ngồi chơi với bạn bè trong bụi chuối. Chúng con nói chuyện với nhau về ước mơ sau này, tương lai mình sẽ làm gì. Thì lúc đó con đã nói với bạn: lớn lên tao sẽ làm linh mục. Và vô tình mẹ đã nghe được điều đó, và rồi mẹ đã dành cả cuộc đời hy sinh vất vả để giúp con thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ trở thành linh mục của con ngày hôm qua được hôm nay được lớn lên và được nuôi dưỡng bởi những lời cầu nguyện và sự chỉ dạy, sự hy sinh của thầy mẹ, sự nâng đỡ của các anh chị em và các cháu, sự giúp đỡ và động viên của chú cậu mự, dì o dượng, anh chị em họ hàng thân tộc. Cảm ơn mẹ dạy cho con biết lưu tâm tới những ước mơ của những người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt và ít may mắn hơn con. Cảm ơn anh chị trong gia đình và họ hàng thân tộc đã giúp cho con biết chia sẻ với người khác cách quảng đại và vô vị lợi. Cảm ơn thầy, dẫu không còn hiện diện nơi dương thế này, nhưng gương sáng và những lời chỉ dạy vẫn luôn theo con đến suốt cuộc đời. Trọng kính đức cha đáng khả kính, kính thưa quý cha, thầy phó tế, quý chúng sinh, quý nam nữ tu sĩ, cùng quý ân thân nhân, gia đình và toàn thể cộng đoàn. Con mạo muội chọn câu kinh thánh là lời mà thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Côrintô rằng: Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.
Và như thế, trong một cách thức nào đó, đối với con, mọi người trong tất cả chúng ta đều là những Phao-lô, là những Apollo, với khả năng và điều kiện Chúa trao, đã gieo trồng và chăm sóc hạt giống đức tin, cũng như hạt mầm ơn gọi linh mục nơi con, để rồi ngang qua sự cộng tác và chung tay của tất cả mọi người, Chúa là đấng yêu thương và giàu lòng thương xót đã biến những lao nhọc vất vả của chúng ta được trổ sinh hoa trái. Và ngày hôm nay, con đã được lòng Chúa xót thương ban cho thiên chức linh mục cao quý này. Mặc dầu hồng ân thánh chức linh mục cao quý là như thế, nhưng lại được trao cho con tựa như một chiếc bình sành dễ vỡ, một con người yếu đuối và bất toàn. Vì thế, con tha thiết nài xin Đức Cha, quý Đức Cha, Đức Cha, quý Cha và quý Thầy, quý Sư cùng toàn thể cộng đoàn cùng tiếp tục nâng đỡ và yêu thương con, để con trở nên người mục tử như lòng Chúa ước mong, biết say mê Thiên Chúa và biết thương xót dân người. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân và cúi đầu. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, giờ đây tân chức sẽ có những bó hoa kính tặng Đức Cha, Cha Xứ, Cha Phó, Cha Nghĩa Phụ và thân mẫu của Cha.